Bong bóng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo qua nhà người. Bong bóng. Ê, tao quên, mày là con gà chứ đâu phải con cá đâu mà hát bong bóng. Phải hát như vậy mới đúng nè. Gà ăn lúa vàng, lúa bạc nhà ta, chứ ăn lúa hẩm gạo qua nhà người. Ê, mày cười gì vậy? Dạ, con xin lỗi cậu ba, nhưng mà con... Mày cười đã chưa? Dạ, dạ. Mày cười xong đi rồi nói, chứ vừa cười vừa nói ai nghe cho được. Dạ, dạ con, dạ con. Mày điên rồi hả? Tự nhiên mày cũng cười được. Dạ con không có bị điên, mà tại vì con hát cho con gà nó nghe, mà con mắc cười quá con nhìn không có được. Mày hát cho con gà nghe hả? Dạ. Ủa con gà biết nghe hát luôn hả? Dạ nó biết nó nghe á cậu. Mà chắc tại con hát cũng hay, cho nên là nó thích nghe vậy á mà. Mà cậu ba có thích nghe con hát không? Con hát thử cho cậu ba nghe nha. Con hát hay lắm á. Hát thử tao nghe. Dạ. Mà mày hát cái bài hồi nãy mày mới hát cho con gà nghe. Cậu ba muốn nghe con hát bài hồi nãy hả? Ui, con không hát đâu. Tại sao? Con sợ con hát cái cậu ba mắc cười. Cậu ba cười rồi cậu ba đau bụng, cái cậu ba đánh con á. Thôi để con hát bài khác nha. Tao biểu mày hát cái bài mà mày đã hát cho con gà nghe, không có được cãi. Dạ cậu ba biểu thì con không có dám cãi, nhưng mà cậu ba có mắc cười thì cậu ba cũng ráng chịu nha. Không có phải lỗi của con đâu, con nói trước rồi đó. Hát nhanh đi. Dạ. Mày giỡn mặt tao đó hả? Dạ dạ con hát liền nè. Gà ăn lúa vàng, lúa bạc nhà ta, chứ ăn lúa hẩm gạo qua nhà người. Mày hát bài này cho con gà nghe hả? Dạ. Thấy chưa? Trời ơi, con đã nói rồi mà, cậu ba thế nào cũng cười, thấy chưa? Bây giờ cậu ba cười rồi, nhưng mà cậu ba hứa rồi đó nha, cậu ba không được đánh đòn con á. Không đánh thì không đánh, nhưng mà mày phải hát một bài nữa cho tao nghe. Hát nữa hả cậu ba? Ừ. Nếu vậy á thì con sẽ hát một bài ruột cho cậu ba nghe nha, đảm bảo cậu ba sẽ thích liền. À khoan, cậu ba đợi con nghe. Cậu ba đứng đây đi, cậu ba đứng đây nè, đợi con nha. Dạ cậu ba, đây nè. Cậu ba ngồi đi cậu ba. Cậu ba ngồi xuống. Đó, con mời cậu ba uống nước. Má ơi, con dịch chết chìm, thò tay con vớt. Thò tay con vớt, con cá liềm kìm, nó cắn con. Dạ, cậu ba, chém sặc. Trời, chém sặc. Cậu ba có sao không cậu ba? Cậu ba, chém sặc. Cậu ba có sao không cậu ba? Con xin lỗi cậu ba nha. Dạ, con xin lỗi. Hát lại tao nghe. Hát lại hả? Ừ. Nhưng mà cậu ba mới sặc mà. Dạ, rồi con hát lại. Nhưng mà con hát rồi cậu ba đừng sặc nữa nha. Má ơi, con dình chết chìm, thò tay con vớt. Thò tay con vớt, con cá liềm kìm, nó cắn con. Trời, chết rồi cậu ba ơi. Con xin lỗi cậu ba nha. Cậu ba sặc nữa rồi thấy chưa? Con nói rồi mà. Con xin lỗi cậu ba.
cậu kêu con. Hôm qua tao biểu mày cái gì? Tao hỏi hôm qua tao biểu mày cái gì? Sao không nói? Dạ, cậu ba biểu gì con không nhớ. Mày không nhớ hả? Lời tao dặn mà mày dám không nhớ hả? Vậy thì mày cắt bỏ cái lỗ tai mày luôn. Dạ, đi. Dạ không phải. Không phải lời cậu ba dạy mà con không có nhớ. Mà tại vì cậu ba dạy cùng một lúc nhiều việc quá nên con không biết cậu ba nói tới việc nào. Vậy thì bây giờ mày nhớ hôm qua tao dặn mày cái gì rồi chứ? Dạ, hôm qua cậu ba dặn con là đừng có ướp bò bít tết mặn. Con đã làm lại cho cậu ba rồi mà. Mày dám trả treo với tao không mày? Đi ra kêu quỳ gối. Đợi tao ăn xong rồi xử tiếp. Thiệt là khờ quá. Đã biết cậu ba khó tính xưa nay, không có thích người ở trả lời, chẳng thà mình nhận lỗi đi còn ít bị đòn hơn nữa. Mình đâu? Dạ 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 con. Gọi chiếc cặp khác cho tao. Dạ dạ con đi liền. Cái nải đâu hả? Canh nó nêm nó nếm, giờ nó đổ thừa cho em Bình là sao? Cái thứ đồ ác nhân thất đức mà. Con Hiểm nó xấu tính xưa nay rồi mà. Thế nào con Bình cũng bị đòn quan cho coi. Canh này ai nấu? Dạ. Dạ. Tao hỏi canh này ai nấu? Con nấu. Khờ quá tự nhận mình đi nấu chi không biết nữa. Chắc là nó tội nghiệp con Hiểm. Tội nghiệp Hiểm gì? Con Hiểm có bao giờ tội nghiệp em Bình đâu. Khờ chi mà khờ quá trời vậy? Tao cho mày nói lại một lần nữa. Canh này có phải do mày nấu hay không? Đừng bao giờ ngu ngốc. Những tội tha cho người khác, ăn đòn không có dễ chịu đâu. Canh này ai nấu? Dạ. Dạ con nấu. Mày nấu canh rất là ngon. Cậu nói ngon. Đúng. Hả? Mày nấu canh rất là vừa miệng tao. Dạ nhưng mà canh này, khi tao nói chuyện không được cắt ngang lời tao nói nghe chưa. Thưởng công cho mày nấu canh ngon, hôm nay mày khỏi rửa chén. Phần dọn dẹp đó để nguyên cho con Hiểm nó làm hết. Dạ canh này của con. Tao đã nói khi tao đang nói không được cắt ngang lời tao. Mày muốn nhịn đói luôn ngày hôm nay không mày? Hả? Dạ không, dạ không. Trời ơi, em Bình có cần tu nên em Bình thoát nạn rồi. Ủa? Sao em Bình thoát nạn mà giờ mày không vui vậy? Vui nhưng mà lo. Mày lo gì? Thì